Rồi, được rồi, được rồi. 61 ngày. 7 mấy con, chắc là 7 mấy con. Trong giá cỡ 7 mấy con. Thấy ao ao nào cũng xanh là xanh lát. Đây, hôm nay mình vô xem ao xử lý ao tảo xanh. Nước quá chừng xanh. Ở đây nay được nhiêu ngày rồi? 61 ngày à? Ra ra vợ nhá giùm em khách. Rồi, được rồi, được rồi. 61 ngày. 7 mấy con, chắc là 7 mấy con. Trong giá cỡ 7 mấy con. Thấy ao ao nào cũng xanh là xanh lát. Cái này hồi nữa lấy về cái ủ luôn ha. Ủ nguyên bộ ba nó luôn đi. Ủ mang mực với lại Piobac với lại cái thằng MK07 nhất bạn luôn á, để cho khi mà tảo nó rớt xuống á là cái thằng đó nó giải quyết luôn. Nó giải quyết mà cái tảo rớt với lại những cái cận đồ này kia á. Anh ủ chắc phải cả 2 đêm nè. Ủ canh xong ủ được khoảng cả 6 tiếng. Ủ không cần mà mật đường nhiều. Ủ khoảng cỡ chừng cỡ nếu mà 100 lít thì anh ủ chừng cỡ ký rưỡi đường thôi. Bình thường là ủ cỡ đó không? Đó cho lại. Ủ khoảng cỡ tầm cỡ 6 tiếng xong cái anh rút nước cạn hết rồi cái anh xả xuống. Xả cho nó điều chạy ra điều hết rồi đầu là mình hãy cấp nước thì nó sẽ hiệu quả hơn. Với lại anh đánh hơi khuya một xíu, khoảng cả tầm cái 10 giờ hãy xả chứ đừng có xả sớm quá. Cả đó là mình cấp nước là bắt đầu qua ngày hôm sau đó là mình rút nước lại thì nó được cả 24 tiếng là nó giải quyết được vấn đề. Không, đừng có đánh gì hết á. Anh chỉ cần anh ủ đánh vi sinh thôi, đừng có đánh. Cái này là giảm đánh khoáng lại nha. Anh nào càng đánh khoáng là nó càng mà nước nó càng xanh. Mình không có giải quyết được, không có xử lý được nước này đâu. Ngưng đánh khoáng lại đi. Đừng có đánh, không cần đánh gì hết. Nhưng mà khoáng á, mình không cần ấy, nhưng mà mình chỉ cần trộn cho nó ăn thôi. Thì thay vì anh đánh anh tăng cái trộn á. Trộn khoáng lên, ví dụ như mình trộn 2 cử thì có thể mình trộn 1 cử thì mình tăng lên 2 cử khoáng cho nó để nó bù lại cái lượng mà nó hấp thụ qua mang qua dưới nước á. Nước xanh quá trời xanh. Này nó cứ lậu suốt à. Hai ao mà một ao lội ngao không à? Cũng lội nhưng mà lội lượng ít hơn. Cái này anh xử lý nước đồ xong hết rồi em lại á, anh lấy cái thằng xi len á, anh nã cho nó khoảng cả 2 đêm là nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm lội. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ, đăng ký và ủng hộ kênh công ty Minh Khang. Bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất khi công ty đăng video mới. Trong quá trình nuôi, các anh chị có thắc mắc gì? Vui lòng comment bên dưới video hoặc gọi vào hotline 0985 029 029. Xin cảm ơn.